Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc cái chiếc lá bằng len giống như thế này. Trước tiên, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một sợi dây móc xích dài tất cả là 10 mũi móc xích. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư. Chúng ta móc tiếp mũi móc xích thứ năm. Mũi thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, mũi thứ chín, sau cùng là mũi móc xích thứ 10. Sau khi đã móc xong cái sợi dây móc xích dài tất cả là 10 mũi móc xích, các bạn bỏ chân móc đầu tiên. Chúng ta móc một mũi móc đơn vào chân móc thứ hai. Các bạn móc tiếp một mũi móc đơn vào chân móc kế bên. Tiếp tục chúng ta móc một mũi nửa kép vào kế bên. Và ở trong móc tiếp theo, chúng ta móc một mũi móc kép. Sau đó các bạn móc tiếp cho mình hai mũi móc kép cùng một chân vào kế bên. Mũi móc kép thứ nhất. Tiếp tục là mũi móc kép thứ hai. Tiếp tục các bạn móc đối xứng cho mình. Trước tiên chúng ta móc một mũi móc kép vào chân móc kế bên. Tiếp tục sẽ là một mũi nửa kép vào chân móc tiếp theo. Và sau cùng chúng ta móc tiếp hai mũi móc đơn vào hai chân móc kế tiếp nhau. Mũi móc đơn thứ nhất. Mũi móc đơn thứ hai. Như thế là chúng ta đã vừa móc được nửa chiếc lá. Tiếp tục, các bạn sẽ móc tiếp cho mình hai mũi móc đơn cùng một chân vào đây. Mũi móc đơn thứ nhất. Mũi móc đơn thứ hai. Sau đó các bạn sẽ móc vào trong móc kế bên một mũi móc đơn cho mình. Và ở trong móc bên cạnh, chúng ta sẽ móc một mũi nửa kép. Tiếp tục là một mũi móc kép vào trong móc tiếp theo. Kế đến các bạn móc cho mình hai mũi móc kép cùng một chân vào kế bên. Mũi móc kép thứ nhất. Tiếp tục là mũi móc kép thứ hai. Sau khi móc xong hai mũi móc kép cùng một chân, chúng ta móc tiếp một mũi móc kép vào kế bên. Kế đến là một mũi nửa kép. Và sau cùng là hai mũi móc đơn vào hai chân móc. Mũi móc đơn thứ nhất. Tiếp tục là mũi móc đơn thứ hai. Như thế là chúng ta đã vừa có được cái lá giống như thế này. Tiếp tục các bạn sẽ móc tiếp cho mình cái phần viền bên ngoài. Trước tiên chúng ta đâm kim vào cái chân móc kế bên, móc một mũi dời đầu tiên vào đây. Sau đó là một mũi bính. Và các bạn móc tiếp mũi dời thứ hai cùng chân với mũi dời vừa móc. Chúng ta móc vào đây một mũi dời. Ở chân móc kế bên, các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. Sau khi móc xong mũi móc đơn, chúng ta móc lên hai mũi bính. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân bính đầu tiên, móc một mũi dời. Chúng ta móc một mũi dời vào đây. Và các bạn cũng móc một mũi móc đơn cùng chân xuống bên dưới cái mũi móc đơn vừa móc. Tiếp tục, chúng ta móc tiếp hai mũi dời vào hai chân móc kế bên. Mũi dời thứ nhất.
Kế đến là mũi dời thứ hai. Sau đó là một mũi móc đơn vào trong móc tiếp theo. Sau khi móc xong mũi móc đơn, các bạn móc lên hai mũi bính. Và chúng ta đâm kim vào cái chân bính đầu tiên, móc một mũi dời. Kế đến là một mũi móc đơn cùng chân xuống phía dưới. Tương tự các bạn sẽ móc như thế cho đến hết cái hàng móc cho mình. Trước tiên là hai mũi dời vào hai chân móc. Mũi dời thứ nhất, mũi dời thứ hai. Sau đó là một mũi móc đơn vào kế bên. Tiếp tục chúng ta móc lên hai mũi bính, mũi thứ nhất, mũi thứ hai. Sau đó đâm kim vào cái chân bính đầu tiên, móc một mũi dời. Tiếp tục là một mũi móc đơn cùng chân xuống phía dưới. Kế đến chúng ta cũng móc hai mũi dời vào hai chân móc kế bên, mũi thứ nhất, mũi dời thứ hai. Sau đó là một mũi móc đơn vào chân móc kế bên. Các bạn móc tiếp cho mình hai mũi bính. Và chúng ta móc một mũi dời vào chân bính đầu tiên. Sau đó là một mũi móc đơn cùng chân với mũi móc đơn vừa móc. Tiếp tục các bạn móc nửa cái phần còn lại của chiếc lá. Trước tiên là hai mũi dời vào hai chân móc, mũi thứ nhất, mũi dời thứ hai. Sau đó là một mũi móc đơn vào kế bên. Tiếp tục chúng ta móc lên hai mũi bính, mũi thứ nhất, mũi thứ hai. Sau đó các bạn đâm kim vào chân bính đầu tiên, móc một mũi dời. Chúng ta móc tiếp mũi móc đơn còn lại cùng chân với mũi móc đơn vừa móc. Tiếp tục là hai mũi dời vào hai chân móc kế bên. Mũi thứ nhất, mũi dời thứ hai. Sau đó là một mũi móc đơn vào kế bên. Tiếp tục chúng ta móc lên hai mũi bính, mũi thứ nhất, mũi thứ hai. Và các bạn móc cho mình một mũi dời vào chân bính đầu tiên. Sau đó chúng ta móc tiếp một mũi móc đơn cùng chân. Các bạn móc tiếp hai mũi dời vào hai chân móc kế bên. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai. Sau đó là một mũi móc đơn vào kế bên. Chúng ta móc tiếp lên hai mũi bính. Và sau đó là một mũi dời vào chân bính đầu tiên. Các bạn móc một mũi móc đơn cùng chân với mũi móc đơn vừa móc. Và sau cùng để kết thúc, các bạn đâm kim vào kế bên móc cho mình một mũi dời. Sau đó chúng ta cắt bỏ cái phần chỉ thừa này đi. Và như thế là chúng ta đã vừa móc xong cái lá bằng len, giống như thế này.